Em xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay nhà vườn em lại lên rất là nhiều những cái mặt hàng thuần tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm nhá. Đầu tiên em lên đây là một giò tóc tiên hương dừa trồng thuần trên một cái đĩa dớn như này nhé các bác nhé. Trồng thuần trên một đĩa dớn này. Đĩa dớn này đĩa dớn phi 25 nhé các bác nhé. Phi 25 nó rất là to đấy. Và cái đĩa và nó một giò của nó được rất là nhiều thân nhé các bác nhé. Rất là nhiều thân luôn. Một giò rất to như này ạ. Đấy. Một giò rất là to. Mã số mã số 290 có giá là 250.000 nhé. 290 có giá là 250.000. Tóc tiên hương dừa trồng thuần trên một đĩa dớn như này, rất to nhé các bác nhé. Giò tiếp theo lên một giò kiều tím như thế này. Kiều tím trồng thuần trên một cái chậu nhựa phi 25. Đấy, kiều tím thân lùn nhá, kiều tím thân lùn. Mã số 55 có giá là 250.000. 250.000 kiều tím thân lùn. Đấy, thân lùn thân ngắn đấy. Và nhà em vẫn có bán những cái loại đĩa dớn như này các bác nhá. Đây đĩa dớn này em đã khoan hết lỗ thủng như này rồi. Và khoan cả những cái phên móc đây để cho về cho các bác cứ thế là xiên vào là xong thôi. Đấy, những cái đĩa dớn này nhà em bán 20.000 một đĩa nhá, phi 20. Đấy, gặp phi 20. 20.000 một đĩa. 20.000 một đĩa dớn như này các bác nhá. Tiếp theo em lên là một chậu hài kim, hài kim. Đang có một mèo lụ đây các bác nhá. Một mèo lụ đây, hài kim. Một chậu hài kim như thế này thì em bán với giá là 150.000 nha các bác nhá. 150.000 hài kim ạ. Đấy, một chậu rất nhiều thân tơ này các bác nhá. 150.000. Tiếp theo em còn một chậu chu đỉnh hoa. Đây, hoa rất là đẹp, chớp đỏ vàng rất đẹp đấy các bác nhá. Đấy. Nó đổi màu nha các bác nhá. Đấy, mặt trước khác nhưng mà mặt sau khác, mặt sau lại màu đỏ khác. Đây, mặt trước khác đây. Đấy. Mã số 279 có giá là 180.000 nhé. 180.000 một chậu chu đỉnh. Và cái giò này, chậu này vẫn còn một cái cần nụ đây các bác nhé. Vẫn còn một cần nụ đây. Mã số 279 180.000. 180.000 chu đỉnh hoa chớp đỏ vàng nhé các bác nhé. Tiếp theo lên một giò kiều vàng. Một giò kiều vàng to như thế này. Đấy, mã số 276 có giá là 250.000. 276 250.000 kiều vàng trồng thuần trên một đĩa dớn nhá. Rất nhiều thân nhá các bác nhá, rất nhiều thân ạ. Đấy. Thân tơ rất là nhiều, thân lá rất nhiều nhá. Tiếp theo lên một giò u lồi mã số 287, 287 u lồi thì đây em cho các bác xem. U lồi thì bây giờ thì 100% nó là thân đang có nụ hết rồi, nụ gai chi chít hết rồi. Và đặc biệt là thân rất là to các bác nhá. Và nhiều bác cũng bảo với em là nhà mày sao bán giá là cao hơn nhà khác mất mấy chục nghìn. Thì thực ra với các bác là hàng của nhà em là 100% nó là cái thân to hết chứ không có cái thân bé nha các bác nhá. Toàn thân to như thế này. Đấy. Và hàng là toàn là hàng chọn, em mua xỉ với giá là 200.000 rồi. Người ta mua có tầm khoảng 150-170 thôi nhưng em mua đã 200.000 rồi. Thế nên các bác cứ yên tâm là hàng nó rất là chất lượng nha các bác nhá. Thân rất là to. Thân to thì bao giờ cây hoa của nó cũng rất là khỏe. Hoa nó sẽ được bền, độ bền của nó sẽ được rất là lâu nha các bác nhá. Thế nên là hàng nó đã bị cắt rễ rồi, thế nên phải chọn những cái thân to như thế này. Mua thì hoa nó sẽ chơi được bền lâu hơn các bác nhá. Và mầm lên nó cũng lực hơn. Mã số 287 có giá là 300.000, 300.000 nha các bác nhá. Thế nên đấy, mỗi cái giò này nhà em chỉ lãi được 20.000 thôi, không có nhiều đâu các bác. Nên các bác cứ yên tâm mà sưu tầm đi, em không bán đắt đâu. Đấy. 300.000 mã số 287. Tiếp theo một giò u lồi nữa mã số 286, 286. Một giò này. Đấy, được 24 hơn 60 cm nha các bác nhá. Có thân đây, thân này gần được 70 cm, nói chung là ngang ngang mấy thân dài như nhau hết. Đấy. Mầm rễ thì quên mất, rễ thì chưa ra đâu nhưng mà mắt hoa thì ra rất là nhiều luôn, mắt hoa ra rất là nhiều luôn. Đấy. Rễ thì có lác đác thì cũng được một vài mầm nó lên rồi các bác nhá. Một vài mầm bắt đầu nó đã ra rồi, cũng mầm nó dài dài một tí mà nó được khỏe một tí rồi nó ra rồi các bác nhé. Đấy, 10 cũng 10 thân hoa, mã số 286 350.000 nhé, 350.000 u lồi. Thân thì cứ to ngón tay cái luôn, tất cả các thân đều to ngón tay cái. Rất là to các bác. Tiếp theo một giò u lồi nữa. Đây, khả năng phải đứng xa như thế này thì nó mới các bác mới thấy được. Đấy. Nó quá là dài luôn, dài hơn 1m2, gần 1m3 nha các bác nhá, gần 1m3 cái giò này. Đấy. Và lụ của nó thì thân nào cũng thế. Đây các bác nhìn xem cái thân. Riêng một cái cây này đã gần 1 cân rồi, riêng một cây dài 1m2 đã gần 1 cân rồi.
Đấy, còn mấy cái thân già cắt đi rồi đấy nha các bác nhé, rất là dài luôn như này. Đấy, cũng gồm có 10 thân hoa các bác nhé, 10 thân hoa, mầm gốc lên rất là đẹp đấy rồi, mầm gốc rất đẹp. Và hoa thì cũng cây nào cây đấy cũng có nụ hết, gai chi chít hết rồi. Bây giờ mùa này thì nụ hết rồi, không có cái nào không có nụ đâu các bác. Đấy, mã số 285 có giá là 600.000 cho một giò này nhé, 600.000 một giò này. Dài 1m3 nhé, gần 1m3 nhé các bác nhé. Đấy, nó rất là dài, phải để ngang màn hình như này thì mới thấy hết được, cái để dọc này không thấy hết được. Tiếp theo em lên một giò đuôi cáo này các bác nhé, một giò đuôi cáo gồm có 3 cây như này, 3 cây đuôi cáo mã số 222 có giá là 300.000 nha các bác nhé, 300.000 mã số 222 đuôi cáo ạ. 300.000 trồng trên chậu nhựa phi 14 nhá. Tiếp theo mã số 223 đây một giò Vanda hồng nhung nhá các bác nhá, hồng nhung đang có một cành nụ đây các bác này, một cành nụ đây đấy, một giò như này. Mã số 223 có giá 190.000, 190.000 Vanda hồng nhung nhá các bác nhá. Tiếp theo là một chậu hài hồng với một chậu như thế này thì đang có một cành đang hoa và một cành đang nụ đây. Đây cần hoa của nó phân nhánh đây các bác nhé, hoa phân nhánh đây đấy, một hoa và một nụ đây. Mã số 35 có giá 120.000 nhé, 120.000 cho một chậu như này đấy, 120.000 mặt hoa rất đẹp nhé các bác nhé, mặt hoa rất đẹp, 120.000 mã số 35 hài hồng. Và một chậu hài múc hồng như này các bác nhé, một chậu hài múc hồng như này gồm có 10 cành hoa nhé, chậu hài múc hồng gồm 10 cành hoa như này, à 10 cành nụ này nhé các bác nhé, 10 cành nụ như này thì bên em đang bán với giá là 200.000 nhé, 200.000 một chậu hài múc hồng 10 cành nụ này về cho các bác chơi hoa Tết nha các bác nhé. Tiếp theo em lên đó là một cái chậu mạc xuân thì bây giờ nó đang có nụ rồi các bác nhá, cái cần nụ của nó cũng đã dài tầm khoảng 15cm rồi như này, dây dài như này, một giò như này đang có 3 cành nụ nhá, có 3 cành nụ giò này, được 3 cành nụ, được 3 cành nụ đấy. Một giò này mã số 36 có giá là 200.000, 200.000 mạc xuân nhá các bác nhá, mạc xuân 200.000. Tiếp theo một giò môi tua trồng thuần trên chậu nhựa phi 21 như này, rất nhiều thân như này các bác nhá, thân lá rất nhiều đây. Đấy, chậu nhựa đen phi 21 như này, mã số 36, 150.000 mã 36. Tiếp theo là một siêu phẩm kiều vàng to vật vã này các bác nhá, kiều vàng trồng thuần trên một cái cục dớn rất là to này, 24 cục dớn dài được 60cm. Bộ rễ này thì nó đã bám chi chít hết vào cái cục dớn này rồi, bám rất là dài dày đây, bám trắng xóa ở trong cái cục dớn này rồi. Mã số C84 có giá là 700.000 các bác nhé, 700.000 do kiều vàng này ạ, 700.000 kiều vàng. Tiếp theo một giò thanh đạm mắt ngọc đấy, trồng thuần trên một cái cục gỗ như này, một giò cũng khá là to như này. Mã số 226 có giá là 200.000, 200.000 thanh đạm mắt ngọc nha các bác nhá, thanh đạm mắt ngọc 200.000. Tiếp theo một cục đơn cam rất là to như này các bác nhá, rất to này đấy, trồng rất là nhiều thân như này. Mã số 212 có giá là 1.000.000 các bác nhá, 212 có giá là 1.000.000 đơn cam ạ, đơn cam thì hoa của nó rất là đẹp nha các bác nhé, hoa rất đẹp. Đây giò đơn cam nhỏ xinh như thế này cũng rất là nhiều thân hoa đấy, thân bây giờ đến mùa của nó đã là mùa rụng hết lá rồi, nó còn sơ xác nhìn thì nó trụi lủi như này thôi, đến mùa nó lên mầm nó khác đẹp lại rồi nha. Mã số 219 có giá là 300.000, 300.000 một cục đơn cam rồi nhé, 300 mã số 219. Tiếp theo một giò kiều mỡ gà trồng trên một cục gỗ như này, kiều mỡ gà rất nhiều thân nhé các bác nhá, rất nhiều thân đấy nhá. Đấy, bộ rễ thì rất là đẹp rồi, bám chi chít cục gỗ rồi đấy. Mã số 110 có giá là 400.000, 400.000 giò kiều mỡ gà nhé các bác nhá, 400.000 giò kiều mỡ gà này, mã số 110.
Tiếp theo lên một giò thập hoa. Thập hoa rất nhiều thân đây các bác này. Đấy, mầm tơ rất nhiều. Và tất cả các mầm tơ này vẫn còn đang mở ngọn đìa mầm đây các bác nhé. Vẫn mở ngọn đìa mầm đây. Đấy. Mã số 15 có giá là 150.000 nhé. 150.000 cho một giò thập hoa như này. Phần trên một củ gỗ như này các bác nhé. Có rất là nhiều thân nha các bác nhé. 15-150.000. Tiếp theo một giò kiều dẹt. Một giò kiều dẹt trồng phần trên cái chậu nhựa này các bác nhé. Chậu nhựa đen phi 14. Thì những cái cây lá vàng vàng như này là những cái cây mà lá trước người ta khai thác ở rừng mang về cho em đấy các bác nhé. Nó vì nó vàng này thôi. Đây còn những cái lá mà nó mới lên thì nó đẹp mướt mát như này. Và nó vàng như này, nó từ cái lúc ở rừng về đã vàng này rồi, nhưng mà trồng đến bây giờ nó vẫn không bị rụng lá, nó kiểu như này thôi, nó cứ như thế này thôi nha các bác nhé. Đấy, một giò kiều vàng, à, kiều dẹt như này. Mã số 34 có giá là 200.000 nhé. 200.000 kiều dẹt ạ. Tiếp theo lên một giò sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên trồng thuần trên một cái cục dớn như thế này. Đấy, một giò rất đẹp như này các bác nhé. Một giò rất đẹp đây. Đấy. Thân lá rất là nhiều nhé. Thân lá rất nhiều này. Cục dớn thì dài được hơn 40cm nhé. Đấy. Mã số 34 có giá là 280.000. 280.000 mã số 34. 34 280.000. Sơn thủy tiên. Tiếp theo một giò hoàng phi hạt, à, hoàng thảo xoắn quên. Hoàng thảo xoắn trồng thêm trên một cái chậu nhựa phi 30 như này nhá. Đấy, hoàng thảo xoắn trồng thuần chậu nhựa phi 30 như này. Mã số 211 có giá là 350.000. 350.000 mã số 211 hoàng thảo xoắn nhá. Hoàng thảo xoắn. 350.000 các bác nhá, rất là nhiều thân nơ, thân tơ đây nhá. Tiếp theo lên là một cái giò đùi gà tròn như này. Một giò đùi gà tròn như này. Còn rất là nhiều, lên được thêm mười mấy cái mầm tơ như này các bác nhé. Cái mầm non đang lên tầm khoảng 5-7 cm đến 10 cm này. Được mười mấy cái đấy nha các bác nhé. Đấy. Một giò đùi gà tròn như này có giá là 280.000 mã số 56. Mã số 56, 280.000. Rất là nhiều thân hoa nha các bác nhé. Những cái thân mà bị rụng lá này, những thân rụng lá toàn là thân hoa hết đấy. Toàn thân hoa nha các bác nhé. Đấy, chẳng qua lúc thuần thì tất nhiên là cái gì cái nó vẫn bị rụng lá là chuyện bình thường thôi. Cây lúc cuối thuần. Mã số 56, 280.000 đùi gà tròn. Tiếp theo một giò hạc đỉnh vàng nữa. Đây, mặt hoa của nó như này các bác nhé. Mặt hoa đây. Đấy, vàng và lưỡi của nó có một tí màu đỏ đỏ bên trong này các bác nhé. Một giò đang có hai cần hoa như này. Đấy, hai cần hoa. Hoa của nó còn nở nhiều nha các bác nhé. Đây mới là bông hoa đầu tiên của nó thôi. Đấy, còn bên trong này còn rất là nhiều này. Đấy, bên trong này còn rất là nhiều nhé. Nó cứ đẩy dần, nó cứ nở từng bông một. Thế nên là một cần hoa này chơi phải tầm khoảng 3-4-5 tháng mới hết được hoa nha các bác nhé. Đấy, chơi rất là lâu. Mã số 280 có giá là 150.000 nhé. 150.000 hạt đỉnh vàng. Tiếp theo lên đó là một cái chậu phượng vĩ gồm có 15 cành hoa như này. Phượng vĩ 15 cành hoa. Đấy, rất là dày. Rất là nhiều thân nha các bác nhé. 15 thân, 15 cành hoa như này. Mã số 284 có giá là 200.000 nhé. 284-200.000 phượng vĩ. Phượng vĩ 284-200.000. Hoa màu đỏ rất là đẹp nha các bác nhé. Tiếp theo em lên là mã số A81. Đây là một giò quế tím. Quế tím gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. 2, 4, 6, 7 cây quế tím như này. Đấy, 7 cây quế tím. Cũng có giá là 180.000 các bác nhé. 180.000 mã số A81. 180.000 quế tím. Đấy. Cái dòng thân dễ gió này thì nó chỉ có dọc là nó thân nó cứ xõa xuống, dễ nó cứ xõa xuống rồi, chứ nó bám vào gỗ rất là ít các bác ạ. Đấy. Mã số 81, 180.000 quế tím. Tiếp theo là một giò đuôi chồn.
giò đuôi chồn gồm có 6 cây trồng thuần trên một củ gỗ lũa rất đẹp này các bác nhé. Đây một củ gỗ lũa rất đẹp đây. Đấy, gỗ lũa rất là đẹp, cục rất là cứng nhé, cục gỗ rất là nặng và cứng luôn, cục này thì rất là bền luôn rồi. Mã số 14 có giá là 300.000 một giò đuôi chồn như này các bác nhé, trồng trên một củ gỗ lũa rất là đẹp đấy. Đấy. 300 mã số 14 đuôi chồn. Tiếp theo là một giò cái gì nhỉ, đầu óc dạo này nó chán đời đấy. Hải yến một giò hải yến như này gồm có 9 cây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây hải yến như này nhé. Rễ thì rất đẹp rồi, cái dòng rễ gió này nó cứ thòng thòng xuống thôi đấy các bác biết rồi đây, trồng đơn thân các bác biết nó chỉ có thòng xuống cái này thôi, nó bám vào gỗ ít lắm. Mã số 84 có giá là 200.000 nhé, 200.000 9 cây hải yến như này các bác nhé, 9 cây hải yến. Rồi anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại là 0969 444 668, số điện thoại của em nó kết nối Zalo rồi nhé. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.